sản. Ồ, có Linh đặt 3 sao luôn hả? Sao thấy để giá ta? Giá này là chỉ có Châu Đốc dùng An Giang mình mới có. Chỉ có Châu Đốc An Giang mới có. Dạ, mắm phải khỏe được chứ nào. À, dưa mắm, dưa leo, đồng từ dưa leo. Có. Dạ, có tỏi. Dạ, có tỏi nè. Là em muốn đi theo anh luôn hả? Theo được không? Ok liền, ok liền. Rồi em đi nổi không trời? Em thấy anh đang vậy nè. Đó, em đi nổi không? Anh đi với mà anh đang thui vậy nè đó. Em làm này cũng đang thôi, không có tiền mà mấy anh. Đó là bánh đó là nát cẩm anh, nhưng mà tại vì nó có men, nó là nó đổi thành màu này. Có men vô đổi thành màu đó hả? À, giống như anh nhậu xỉn rồi cái mặt anh đỏ lên, đổi anh màu khác đúng không? Có men vậy đúng không? Cái Trung Hoa cho anh nghe coi. Mình kêu anh đây mua mua há há cảo của em đi. Nói là tiếng Trung Hoa là gì? Em gây thiện là người Kinh hay là người Hoa? Cái này là mình là tiệc cưới hay sao? Tại thấy có hai nhân vật rồi. Cái này là cái buồn cưới. À, cái cưới của bên đàn gái nha cô dâu. Hiện tại là mình đang dựng cái cảnh của bên đàn gái nha. Dạ, cái này chính thống từ xưa á. Dạ. Miền Tây xin chào buổi tối bà con cô bác nha. Hiện tại Bước Chân Miền Tây đang ở thành phố Châu Đốc. Thuốc thảo dược thông xoang tán nam dược điều trị viêm mũi, viêm xoang cấp và mạn tính, ngăn ngừa tái phát. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Đây. Thì giờ này là 7 giờ tối ngày 20 tháng 4. Hiện tại thì thành phố Châu Đốc đang có một cái lễ hội rất là vui. Đó là lễ hội mắm, một cái món ăn phải nói là đặc sản của Châu Đốc, có mệnh danh là thủ phủ của mắm. Thì lễ hội này sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày, từ ngày 20 tháng 4 cho đến ngày 24 tháng 4. Đây là một số hình ảnh ở phía trước. Giờ này xe quá trời đông luôn, quay xe lôi luôn, quay xe luôn. Không biết cái cổng lớn này đi đường nào, ở đây có một cái cổng đi vào nè. Ôi quá trời người ta đông trong đó luôn rồi. Quá đông luôn. Ở đây là đoạn đường Phan Văn Ràng của phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc nha. Đây là chùa Bồ Đề Đạo Tràng nè, người ta hay còn gọi là chùa cái Bồ Đề á, người ta gọi là chùa cái Bồ Đề. Thì mình đi vào đây là hoàn toàn miễn phí nha bà con. Bước cho người ta nhắc lại một lần nữa thì lễ hội tổ chức từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4 nha, để quý vị khán giả biết ngày có thể đi để tránh hỏi đi hỏi lại. Ở đây là cái cổng phía trước nè, quá trời đẹp luôn.
phía trước có công an đồ đứng, người ta canh trật tự an ninh. Ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022. Rồi bây giờ thì bước chân miền Tây sẽ đưa quý vị vào bên trong. Đi vào cổng hoàn toàn miễn phí nha, nhưng mà mình thấy phía trước có để cái bàn xịt cồn để cho phòng chống dịch Covid nè. Ôi con gái giỏi quá vậy. Đây xịt cho chú ơi con. Rồi cảm ơn con gái nha. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì có thể ấn like, đăng ký, bình luận, đăng ký kênh để ủng hộ cho bước chân miền Tây nha. Đây là cái gì đây ta? Bạc khía. Đây là nhà triển lãm mắm. Đây là mắm Châu Đốc nè. Đó, trong đó là mắm. Còn ở bên đây cũng mắm luôn. Bà giáo khỏe 6 số 7. Rồi. Nhìn cái này là chắc là món mắm sống đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn với dưa leo với cái với cà tím. Đây gọi là mắm chưng. Chưng. Hổ bé xinh ha. Một hũ vậy là có giá bao nhiêu hả chị? Giá hũ là 50.000. Một hũ là 50.000, mắm chưng. Dạ mắm chưng. Mắm chưng sẵn luôn ha. Dạ chưng sẵn luôn. Dạ khỏi ha. Rồi trong đó có hũ không kìa. Rồi trong đó có nhiều hũ lắm kìa. À, này là một hũ này là 110.000. Đầy đủ giá cho. Này chắc cá lóc quá. Là mắm cá lóc. Dưa mắm nè. Ngày hũ 30.000. 25.000. Này là mắm. Này mắm cá linh hả chị? Dạ cái này là mắm cá linh. Cá linh đặc sản. Ba sao. Ồ, cá linh đặt 3 sao luôn hả? Chứng nhận rồi chị. Xong thấy để giá ta. Cá này là chỉ có Châu Đốc dùng An Giang mình mới có. Chỉ có Châu Đốc An Giang mới có ha. Tỉnh cá không có ha. Sao không thấy để giá? 50.000. 50.000 một hũ. Cái này là đặc biệt là 50.000 này là mình kho chừng được 50.000 này mình kho chừng được mấy nồi chị? Cái này tùy theo em ăn xong. Nhiều hay ít ha. Cỡ 2-3 người ăn chắc cũng được. Chắc cũng được 2 nồi ha. 2 nồi mắm. Bán cho em một hũ đó đi. Mắm cá linh đi. Cái trường trước luôn hả? Mở hàng cho chị luôn, quay thôi một thôi. Rồi em đi dài em mua ủng hộ nữa. Mua ăn thử. Ăn thử ủng hộ mấy chị luôn. Hũ này nè, về ăn thử liền. Dạ, cái này là ăn liền nè. Ăn liền. Dạ, ăn liền luôn đó ha. Mới sáng mới mì nhé cho ăn liền. Vậy hả? Dạ. Cá linh mình chắc luôn nha. Dạ cá linh mình. Cái này về là mở ra ăn cũng. Rồi 50.000. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm chúc mấy chị bán đắt hàng nha. Rồi chào mấy chị. Còn chị này là bán dưa leo với cà tím. Cười. Mắm. Rồi bước chân mình đi tiếp nha. Mắm tôm. Mắm tôm. 50.000 một hũ hả? Đây là mắm cá sặc 50.000 luôn. Bước chân miền Tây. Dưa mắm 40.000 một hũ. Dưa hả? 140.000 một hũ. Có mấy em gái mấy em cho mặc áo bà. Áo bà ba cân gần gì nữa. Áo bà ba cân gần. Có đầy đủ nè. Có đầy đủ. Thôi mình đi tiếp thôi. Hai em gái đứng hiện khô, hai không mời khách gì chân vậy? Em mời nè, mời anh này nè, anh ơi, mời anh vô mua mắm của em đó. Ủa sao? Chụp hình để em đứng quảng cáo cho anh chụp. Vậy hả? Đâu quảng cáo đi rồi anh chụp cho. Đâu mà vô thấy đứng mà hiền khô rồi trời. Vô mua hàng coi. Đâu quảng cáo anh nghe thử coi, giới thiệu hàng coi. Chào hàng.
À, chào hàng coi. Mua cho em hũ ha. Đúng, em chào hàng đi. Chào hàng đi, các anh đẹp trai này mua ủng hộ cho em nè. Chào hàng, em chào hàng xong anh mua ơi. Đó, 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 bây giờ nè. Chào hàng cho anh Cao Tùng anh mua nè. 1, 2, 3. Rồi. Ở đây là có nhiều loại mắm. Cá thu, cá kẽm, ôi có 120.000 hũ hả anh Cao Tùng ơi? Cá này 140 nè. Cá thu ở đây này. Còn ở dưới này là này có mắm chừng nữa kìa. Mắm Thái hả? Cái đó đặc sản của Châu Đốc mình luôn á. Đu đủ là mình gọi là dưa hay là mình dưa mắm. Gọi là mắm Thái đây. Dưa mắm, dưa mắm. Dưa mắm á. Dưa mắm. Dưa mắm á. Thích nhất cái món dưa mắm. Dưa mắm á. Đó ở dưới kìa. Dưa mắm đúng không chị? Rồi giới thiệu em. mình bán nữa, giới thiệu lại chứ. Làm từ dưa leo. Làm từ dưa leo. Đâu rồi, đâu rồi? Cô dưa leo đâu rồi? Đó nãy giờ tự nhiên nhảy ra có dưa leo mới được. Trời quá, quảng cáo quá nhiệt tình. Quảng cáo quá rồi. Lấy cái hũ đó cho anh Cao Tùng luôn đi. Trời ơi, mũ. Dạ. Mũ mới sọt vô cái chất quá thành người mũ không ạ? Mũ không ạ? À, có nghĩa là người mẫu là đúng là người mẫu chỉ đứng thôi. Đúng, đứng rồi. Okay. Đúng không? Dạ, hợp lý, hợp lý. Người mẫu chỉ đứng người mẫu thôi. Đấy. Giờ này con bây giờ giới thiệu là con bắt đầu giới thiệu. Giờ đang chỗ tài đó. Đó, bây giờ đang chỗ tài nè. Rồi giới thiệu leo. Dạ, mắm phải khỏe đến thứ năm. À, dưa mắm, dưa leo, đồng từ dưa leo. Có. Dạ, có tỏi. Dạ. Có tỏi nè. Dạ hết. Hết. Nói gì chứ lấy anh hủ này đi, anh ủng hộ cho mua đất. Bán con hũ mình mệt mỏi quá em gái. Quá mệt mỏi với anh trai luôn. Còn giờ này người ta đi đông lắm nè. Rồi giờ mình đi tiếp. À, bây giờ bước chân miền Tây sẽ đi tiếp nha. Ôi, quá trời quay phim luôn. Cá trà phòng. Đặc sản Châu Đốc của mình đó. Cá trà phòng. Cái này là 70.000. Đây là nửa con hay một con chị? Nửa con là 70.000. Nửa con là 70.000 cá trà phòng. Lóc hết phần xương hết rồi. Rồi có 500g. Rồi cảm ơn chị. Đông quá, đông luôn. Cá trà phòng. Cái này là giới thiệu luôn rau sống luôn nè. Mắm cá linh chưng hả em trai? Ồ, để luôn rau đương điển luôn ha. Rau dừa. Bên đây bu cái gì đông quá. Cứ cho người ta vào thử coi. Ờ, ở đây là món ăn giặt. Bò viên. Thôi mình đi chở ga. Chả cá ba sa hả em gái? À, mình đón ngay là được cá ba sa liền. Tại vì đặc sản của thành phố Châu Đốc là cá ba sa với cá trà phòng. Đông quá đông luôn.
Trời ơi, tưởng cậu bé bán gạo không mà, giờ vô chụp hình đó. À, làm kiểu cho mấy bé chụp hình lưu niệm. Cười đó nói, 1, 2, 3 nè, cười đó. Ai chụp chưa? Đi giờ này thì hơi người hơi đông quá nên dễ đổ mồ hôi lắm nha bà con. Rồi có gì lạ mình quay cho bà con xem. Được bán nước uống. Chanh hả chị? Đây là mấy bán mấy cái nước chấm mắm nhỉ. Nước mắm hả? Mắm nhỉ. Nguyên cái xuồng xoài ha. Ôi xoài này là mới hái luôn nè. Nhìn còn tươi lắm lên. Không để tên xoài ha. Cái chỗ trang trí này quá đẹp quá đẹp. Cái này mặt hàng thủ công nè, ta làm đang bằng tay hả con? Cái này ta đang bằng tay. Cái túi. Dạ cái này là cái máy quay. Dạ. Ờ. Cái... Dạ không có bao nhiêu đâu chị. Mấy cái này ta đang bằng tay hết luôn hả chị? Ờ. Đẹp quá ha. Dẻ tay luôn ha. Dạ. Nhìn ngộ ha, đây nữa nè. Cái nón nữa kìa. Cái này là làm thủ công hả chị? Thủ công. Cái này chị xếp lại được không nè. Lá dừa hả chị? Dạ. Phải làm từ lá dừa không chị? Cỏ bàn. Cỏ bàn. Giống như chiếu ha. Dạ dạ, cảm ơn chị. Dép nữa nè. Ôi ôi. Cái này giống chiếu luôn nè. Chiếu. Dép chiếu. Dép làm bằng chiếu của người ta nằm ở cái quạt nữa kìa. Dép luôn nè. Rồi kẹt xe người ta không rồi. Xạ đen. Đây là chị gì em gái? Dạ, cái này nó giúp thanh lọc cơ thể, giải độc gan cho mình ha. Giảm men gan, giảm mỡ trong gan cho mình luôn. Giảm mỡ hả? Giảm mỡ trong gan ha. Sản phẩm đây là kết hợp các công đoạn xử lý bằng công nghệ. Dạ dạ, cảm ơn cô. Chủ sao nhận ra con hay vậy? Ủa sao nhận ra con hay vậy? Dạ. Rồi mời cô uống ly nước với con luôn nè. Dạ mời cô uống thanh lọc cơ thể mát gan luôn. Dạ dạ. Đây con lấy ly khác. Dạ. Đây khán giả của Trang miền Tây. Trai uống luôn không? Uống luôn đi rồi. Chú uống ly cho ly đi chú. À, đây có nước mời chú luôn nè. Mời khán giả luôn đó. Uống xong vô nhớ vô ủng hộ cho em gái trong đây. Dạ con mỗi ngày luôn ha. Rồi quá trời. Thấy anh quảng cáo cho em nhiệt tình không? Ủa cái này ăn luôn hả em gái? Dạ bữa xí giòn anh. Dạ bữa xí hả? Dạ bữa xí giòn. Dạ dạ dạ. Rồi chúc gia đình vui vẻ nha. Uống xong trả cái ly là em gái kìa. Khán giả. Ơi ngon quá ha. Giống như là mức tết của mình á, mà được làm từ vỏ của trái bưởi, ngon lắm anh trai. Sao thấy sao? Thấy sao? Ngon ha. Mua mượn gái đi. Có tiền hả? Anh thử là 89 ngàn. Cái này là từ
Dùng là bưởi thì rất là tốt cho sức khỏe, từ nước uống hay là từ thịt hay từ vỏ người ta chế tác ra đều nói chung là có khả năng trị bệnh, bưởi rất là tốt. Đây nè, trong đây nè, mình vô đây mình quay nha. Đảm bảo cao nhất chất lượng khi đến tay người tiêu dùng. Cách sử dụng đơn giản như pha trà thông thường, dễ dàng mang theo bên mình. Còn đây là mình uống theo lon. Hiện nay trà Xà Đen Thảo An được khách hàng cái này là trà không ngừng phát triển. Hơn nữa trà Xà Đen Thảo An đang tiếp cận thị. Ủa sao biết anh? Sao biết anh là bước chân miền Tây? Hay chứ vậy? Biết luôn hả? Rồi cảm ơn em gái nha. Hôm nay về quê An Giang nhiều, gặp nhiều người quen quá ta. Dạ. Với thổ nhưỡng khí hậu đặc biệt, cây Xà Đen được trồng trên những thiên cấm sa, nơi có độ cao trên 700 mét. An Giang quê của tôi mà. An Giang quê của tôi mà, khỉ khỉ gì anh Cao Tùng. Đông quá đông, bây giờ không biết quay hướng nào nè. Rồi đi qua bên, quay bên đây. Mình thấy có trái thốt đốn nè. Quá đông rồi, kẹt xe kẹt xe. Chào em gái, bán gì đây người đẹp? Bánh bò thốt nốt. Em đến từ đâu? Tịnh Biên nha. Đây để anh quay cho. Các bạn huyện Tịnh Biên. Anh tưởng em đến từ Chi Tôn á. Thấy em bán đường hút nốt. Ủa ôi, thơm quá vậy em mới nấu luôn hả? Cái này là người ta hấp liền á. Ôi thơm quá luôn rồi. Cái mùi hút nốt thật lên. Thơm quá. Cái này là chè hay em? Chè gì? Chè bột liền hả? Chè bột liền. Một cái là bao nhiêu em gái? Đây là một cái 5 ngàn. Một cái 5 ngàn hả? Anh thử tại chỗ luôn đây. Ơi, một cái 5 ngàn rồi mà mời anh ăn thử là ăn hết cái rồi sao em lời? Có lời không? Dạ, hả? Không, cái này bán quảng bá thôi. Bán quảng bá luôn hả? Có nghĩa là bán vì đam mê đúng không? Bán cho huyện. À, quảng bá cho huyện đúng không? Rồi. Thôi nói vậy chứ bán cho anh 2 cái đi. Dạ. Ăn thử. Thử trực tiếp đây luôn. Em lột giùm anh cái này coi. Rồi anh Cao Tùng ăn luôn cái này luôn đi, ăn tại chỗ mới ngon. Có gì cái mình mắm vốn cho nó dễ. Ngon không em gái? Ăn là phải mua thêm đó. Ăn là phải mua thêm đó. Rồi hỏi em gái đó kìa, ngon không em gái? Có đeo bảng tên nữa kìa, ngon không? Ngon em. Thiệt không? Bao ngon. Bao ngon đúng không? Dù anh ăn dở thì sao trả lại nha. Anh ăn dở thử cho anh ly rượu luôn. Ủa, có rượu luôn hả? Dạ, tưởng anh ly rượu luôn. Đâu rượu đâu, rượu. À, ôi có cà na luôn kìa. Chết luôn anh Cao Tùng ơi. Bây giờ cái này mà dở thì đền cho ly rượu cộng hơn. Rượu này là rượu gì em gái? Dạ, rượu cà na. Rượu cà na. Bây giờ là vừa có món ăn ngon, vừa có rượu và vừa có người đẹp luôn nè, thấy chưa? Ăn luôn đi, đấy nguyên chai rượu luôn rồi kìa. Thơm mùi thốt nốt đó nha quý vị, ngon quá. Trời ơi, tôi phân bì nha, tôi phân bì nha, ăn mà có người đẹp lộn cho nó kìa. Nam rượu cà na này hình như là cũng ở Tịnh Biên mình luôn hả? Đúng rồi, của Tịnh Biên luôn. Anh có uống rồi, anh có uống rồi, ngon lắm. Để nước đá vô ngon lắm. Dạ đúng rồi. Rượu cà na đúng rồi. Ngọt ngọt nhưng mà uống xỉn lúc nào cũng hay. Ngon quá. Ngon không? Ngon không? Ngon, gửi tiền cho em gái đi. Rồi em gái tặng cho ly rượu. Ở chính giữa cái bánh mình có nước cốt, phần trắng trắng này nè. Sau khi ăn hết lòng bột thì phía trong nước cốt ngon quá. Định đi bán bánh với em này chứ. Sao em gái? Mấy anh làm này giàu không? YouTuber giàu không? Cho em đổi nghề đi. Là em muốn đi theo anh luôn hả? Theo được không? Ok liền. Em rồi em đi nổi không giờ? Em thấy anh đen vậy nè. Đó. Em đi nổi không? Anh đi với mà anh đang hư vậy nè đó. Em cũng đang, em làm đây cũng đang nữa, chứ không có tiền mà mấy anh. Em giữ vậy thôi, thì mấy anh tự khai. Anh tính đi hỏi bán bánh bò mà muốn đi theo anh luôn à.
Ngon ngon quá, ăn hết luôn rồi. Ngon quá quý vị, có dịp đi cái lễ này thì ghé ăn. Nói là rất là đặc biệt nghe, không có giống như những cái bánh bò hút nốt mà bữa trên miền Tây đã từng ăn. Tại vì bánh bò bình thường á, người ta có để dừa ở trên, nhưng mà cái bánh bò này không có, nhưng cứ có cái nhân ở phía trong á. Ăn xong rồi chúng ta sẽ thưởng thức tới cái nhân rất là ngon luôn. Rồi rồi, đến gửi tiền cho em gái nha. Để quên đi. Quên mà đi luôn thì chết luôn á. Anh thiếu nại đó, tại vì cái lột cho anh kia ăn, không có lột cho anh ăn, anh thiếu nại. Anh ăn em cái, anh ăn em một cái nữa đi là có em cái. Đây, rồi. Rồi, chúc em chút xíu đắt hàng nha. Anh quay là đắt hàng đó. Rồi, chào em gái nha. Đặc sản ở tỉnh Biên. Đây là gì ta? Rượu. À, có rượu, có mứt luôn. Mứt nữa. Thấy người đi thì nhiều mà người mua thì ít. Rồi rồi, vừa có mồi mà vừa có rượu luôn. Chuối 40.000. Chuối sấy, cái này là chuối sấy nữa nè. Có cái chảo dừa nó 35-40.000. Rượu chuối hộp 60.000 một chai. Kẹo sữa dừa. Kẹo sữa dừa bị gừng có 15.000 đồng một bịch à. Thấy dừa dừa là nghi nghi rồi. Hình như là rất là nhiều tỉnh tham gia vô cái lễ hội mắm á, như khoảng 180 vậy á, 200 gần 200 dân hàng, đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh trai. Hình như là theo thông tin Bức Chân biết, Bức Chân mình đây biết là khoảng trên 180 gian hàng, là khoảng 19 tỉnh thành luôn nha, 19 tỉnh luôn, đặc sản của 19 tỉnh. Nãy giờ mình quên có để ý mấy cái, tại đây người ta không có để mấy cái tên của cái khu vực á, ở bên kia kìa, thị xã Tân Châu. Ở cái lễ hội bánh ở Cần Thơ thì người ta để tỉnh, người ta sẽ để cụ thể luôn cho mình nhìn vào, mình biết tỉnh nào luôn. Còn đây là bánh chuối, dẫn của bánh chè. Ồ, bánh tét. Bánh tét hôm mình giống bánh ở lễ hội bánh ở Cần Thơ á. Em có bán ở lễ hội bánh Cần Thơ không? Đúng không? Tại anh nhớ quen nè. Hello. Em trai bán ở lễ hội bánh ở Cần Thơ mà hồi là dịp lễ mùng 10 tháng 3 Bức Chân Miền Tây có quay rồi, nên giờ gặp thấy em trai quen. Chào Vinh hay Sóc Trăng gì nè em trai? Chào Vinh hay Sóc Trăng anh quên rồi. Chào Vinh đúng rồi, chào Vinh. Rồi chúc em trai bán đắt hàng nha. Ở trên người ta trang trí mấy cái nón lá nè, mấy nón lá, ở dưới là mấy cái đèn. Ở đây cái gì đông quá. Rượu hả? Rượu hả chị? Đó là rượu hay gì? Không biết nữa. Ủa, uống mà không biết chị? Là nước ngọt hay là rượu? À, cái này không phải, cái này là... Dâu đúng không? Nước dâu. Dâu ép á, nước ép. Nước ép. Tinh tố dâu anh. Ngon không chị gái? Ngon, chua chua còn ngọt. Chua chua còn ngọt hả? Mua một chai đi. Giống như cô trong hả?
đây đây trong đây nè, à nếm thử nè, à sinh tố dâu tây, bên kia có gà đẩy kìa, sinh tố dâu tây, còn đây là rượu, cái này là hoàng kỳ 250.000, 250k nửa ký, nửa ký là 250, là một ký là 500.000. Cây hoàng kỳ là có là một vị thuốc bắc, kia là đang xâm. Đây ở ngoài đây nữa nè, mấy vị thuốc này giống tích lăng quá, không biết, không biết. Xâm, xâm cái nào trên đây có để nè, xâm, xâm đương quy, xâm đương quy đương ký, ờ ta hay nói là đương quy đổ trọng gì đó. Thôi mình đi tiếp đây, trong kia hình như là có ôi ở đây chắc chắn là bán cà phê rồi. Đây có máy xay cà phê kìa, 250.000 thôi. Tới đây là tới một cái ngã ba rồi, ngã ba bây giờ đi hướng nào đến Cao Tùng ơi, đi bên trái hay bên phải? Bên kia có văn nghệ hả? Thôi mình đi qua bên khu vực có văn nghệ, không biết có bị dính nhạc không? Có khá nhiều là mấy cái mặt hàng nước uống mà mấy bạn trẻ đang mời gọi nè, không biết em trai này bán nước uống gì đây, nước gì em trai? Chai gì? Thiên gì? Thiên Ngân Hoa. Tăng cường sức đề kháng hả? Chết rồi, uống cái này vô là anh tăng lên rồi phải không? Bữa nay mới thấy cái nước uống tăng cường sức đề kháng rồi nè. Cái này kháng sinh mạnh à. Bao nhiêu phút nó mới tăng lên? Sau khi mình uống xong là bao lâu là mình mới tăng lên? Cái đó mình uống khoảng 10-15 phút gì đó. Hẹn không? Dạ, hẹn không? Rồi bọn chết anh luôn rồi. Dạ, anh đi quay 15 phút mà tăng cường sức đề kháng là chết luôn rồi. Dạ, à nói vui thôi chứ uống nước này mình thấy rất là mát nha. Dạ, tại vì có nước đá đúng không? Dạ dạ. Đây đây để anh giới thiệu giùm cho em luôn. Dạ, dạ. Kim Ngân Hoa nha, một loại cây ha, một loại cây hoa làm trà. Quý vị có đi ngang ngân hàng ghé ủng hộ cho em trai nha, uống nhớ đi nhắc vợ theo, tại vì uống 15 phút là sẽ tăng cường sức đề kháng. Rồi chào em trai. Rồi rồi rồi. Bây giờ mình sẽ qua cái khu vực mà mấy bạn gái rất là quan tâm, đó là món bánh tráng trộn treo lủng lẳng nè, gian hàng mà mấy bạn nữ rất là thích nè, kiếm chỗ trống chui vô coi, quá trời đông người ta rồi hả, gặp hoài con hoài luôn cô ơi. Bánh tráng miếng chà bá luôn. Như ở đây có chương trình văn nghệ của người dân tộc nữa nha, đó là bốn dân tộc, đó là dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và dân tộc Hoa. Bốn dân tộc đặc trưng ở của tỉnh An Giang của mình nha bà con, Kinh, Khmer, Chăm và người Hoa. Đây tới khu vực văn nghệ rồi, đó người ta đang đánh những cái âm thanh từ những cái đạo cụ mà cổ truyền á, để mình, ủa sao mình nhìn giống người Tây Nguyên quá ta, để bước chân tay là gần gần quay cho bà con xem. Ở đây là phía sau chùa Đạo Tràng, Bồ Đề Đạo Tràng, không dám lỡ gần sợ bị âm nhạc, bị bắn quyền âm nhạc. Cái này là người Tây Nguyên hả anh trai? Người Tây Nguyên. Ôi trời, cho em xích vô chút xíu. Cho em xin. Dạ.
để tránh dính bản quyền thì bây giờ mình đây đi qua bên khu vực này quay cho bà con xem. Ở đây là khu vực ăn uống, chắc có lẽ là khu ẩm thực nha. Đó, bà con đến đây chọn thức ăn và ra bàn ngồi ăn. Để mình vào bên trong mình coi ở đây người ta bán cái gì. Xúc xích, đồ chiên. Thế giới đồ nướng. Đông quá, chiên chân không lọt luôn rồi. Ủa chị gái bán hả? Mua hả? Hồi thấy lanh quá, tưởng đâu bán, đứng bán. Quá đắt luôn rồi nè. Em gái bán hay mua? Em mua luôn hả? Ngon không em gái? Chạy 80. Ngon không? Cho anh mua ké cho coi. Quá luôn. Đây. Nguyên một cái chả cá, này là chả cá. Nướng cá vậy đó. Mấy cái gian hàng đồ chiên này là bán không 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 ngớt luôn nè. Ở đây đi vào một đoạn, sau đó bây giờ mình sẽ dời đảo qua bên kia. Ở đây người ta nướng cơm lam. Một ống là có giá bao nhiêu anh cha? Một ống 20.000. Cơm lam. Đây là nước uống. Cacao chân châu 15.000 một ly. Ôi bị âm nhạc rồi. Ở đây là chắc là đồ ẩm thực dân gian. Đồ chay hả cô? Ngon quá. Đồ chay. Đồ chay. Bánh tét chay luôn hả cô? Gian hàng đồ chay. Bánh tét chay luôn. Bánh tét chay nhân hạt đậu phộng. Nhân đậu phộng. Quá trời đông người ta luôn rồi. Bữa nay gặp khán giả quá. Cũng là về quê thì gặp rất là nhiều khán giả của Bức Tranh Miền Tây của thành phố Châu Đốc. Bánh tráng nướng. Bên đây đông đông để mình vào để coi bên đây bán cái gì. Đây ẩm thực bánh dân gian nữa nè. Đông quá không có chỗ chen. Giống mình chen vô coi. Quá nhiều loại bánh luôn. Bánh cam. Bánh cam, bánh cong nè. Em. Bánh túi rồi. Bánh chanh đúc nè. Giống bánh chanh. Đâu. Đây. Dạ. Rồi cho cô chú lên phim luôn. Khán giả của Bức Tranh Miền Tây.
Ủa sao nhận ra con hay vậy? Bữa nào cũng nói chứ. Trời ơi, đeo khẩu trang trốn muốn chết luôn. Dạ, rồi cho lên phe luôn con trai đẹp trai của chúng ta. Rồi, mai mốt đi theo. Đi theo quay theo chú luôn nha con. Dạ dạ. Dạ có quê này không đi rồi. Dạ. Chú là lên. Dạ dạ. Đẹp đẹp trai, đẹp trai giống chú, mai mốt đi làm YouTube luôn. Dạ. Gia đình của mình đâu cô? Dạ. Ở Tân Phú á. Ở Tân Phú rồi xuống chợ, xuống xuống giảm đi lên. Dạ. Dạ dạ dạ. Tân Châu xuống. Tân Châu dạ. Rồi rồi gia đình mình lên phim luôn nha. Rồi đi chơi vui vẻ nha. Đẹp trai quá trời luôn. Gái gặp đeo rồi chết luôn rồi. Rồi chào cô. Này làm gì bột gì. Rồi rồi bánh bánh đủ đủ màu luôn kìa. Cái này là cái màu từ trái gì em gái? Có men vô đổi thành màu đó hả? À, giống như anh nhậu xỉn thì là cái mặt anh đỏ lên đổi thành màu khác đúng không? Có men vô đúng không? Hay quá ta ơi. Đây có bánh bông lan nữa nè. Đây có cái bánh gì bự bự đen đen nè. Bánh này bánh gì em gái? Bánh này bánh gì đã lạ? Bánh chuối nướng. Bánh chuối nướng hả? Kìa bên kia đó kìa. Bánh bò thốt nốt 20k một phần hả? Ủa bánh mình không có bán theo cái, mình bán theo phần hả em gái? Một phần là khoảng bao nhiêu cái? Một phần là bao nhiêu cái? Một phần là 3 cái 20.000. Có nghĩa là 20.000 một phần. Bánh bò xốp kìa. Rồi bây giờ miền Tây quay trở lại. Ồ quá trời đông luôn. Kẹt xe rồi. Quá trời đông luôn rồi. Lớn mà mình nói chuyện hết nghe luôn rồi. Xúc xích Đức 25k. Chả viên chiên 20k một sâu. Bún mắm xiên que à. Ở đây có bún mắm mang đi nè. Được. Này là bún mắm, này là 30k, là một cái ly mũ gì nè, có con tôm với một cái xiên que. Ở đây là cái gì vậy? Thịt bò nướng hả? Dạ. Bán về một cây ăn thử rồi chị. Ăn thử. Một cây bao nhiêu? 25.000 một cây. Đâu, ăn thử coi, ăn thử coi ngon không anh trai? Bò nướng. Dự kiến là đi khoảng 5 ngày chắc trở lại. Đông quá đông rồi. Dạ cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả quý vị rất là nhiều. Gian hàng đồ nướng, cút nướng, mật nướng.
Châu Đốc An Giang, và rất là hạnh phúc khi được sự yêu ái và cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị sẽ đến với một dàn ca đến từ An Giang của chúng ta. Xin mời quý vị sẽ đến với ca khúc Chiều Lên Bản Thượng với phần thể. Bây giờ thì chúng ta sẽ tham gia vào mấy cái gian hàng của người dân tộc. Đầu tiên thì đó chính là dân tộc Khmer. Sau đó thì bước chân người ta sẽ qua bên gian hàng của người dân tộc Chăm. Đây là khu vực của bà con người dân tộc Khmer. Khmer An Giang. Ở trong đây người ta bán gì nha? Ôi, một số đậu cụ của người Khmer. Trống kèn. Đây giải nè. Có nguyên cái khung cởi luôn. Lớn quá. Cái này là mình dệt gì ra chị? Dệt giải hả? Dệt xà rong, cái đó là người ta dệt xà rong của người dân tộc. Đông quá. Kìa, ổng ra. Ổng nữa hả? Ở bố trong miền Tây đúng rồi. Hello, hello. Giờ đang kiếm anh nào? Dạ, đi kiếm em hả? Rồi, cảm ơn anh đẹp trai nha. Rồi, dạ. À, có nhiều quê bữa nay bận việc không đi rồi. Dạ. Cái đó của đây là lô ghế mà. Thấy không? Đây dạ. Nè, của đây không à. Dạ. Rồi mấy anh em đi vui vẻ nha. Ờ, lạp xưởng. Ồ, có cho ông thử luôn nè. Sữa này lạp xưởng gì anh trai? Dạ, lạp xưởng thịt heo. Lạp xưởng thịt heo. Dạ, là sửng heo. Rồi, cảm ơn anh trai, ngon quá. Gian hàng của mình là tỉnh Long An, đặc sản Long An ha. Thế nào, mình đi tiếp coi ra bà con Long An bán gì nữa ta. Mình phải thấy bên trong mình mới yên tâm. Rồi, bột. Không biết bên trong. Bột lá chùm ngay. Bột lá gì? Bột lá chùm ngay. Lá chùm ngay. Uống vô ngất ngay luôn. Uống vô ngất ngay luôn hả? Ờ, nó nhiều vitamin lắm. À. Đông quá. Bây giờ bữa trưa miền Tây sẽ qua khu vực của bà con người dân tộc Chăm. Rồi, kiệu lộng nhiều quá luôn nè. Ôi, đẹp quá luôn. Có diễn viên luôn. Trà xin cái đẹp con tao ơi. Ôi, hốt cơ không nè, hello em gái. Em gái cho anh hỏi em gái, cái này là mình đang làm là tiết mục gì em gái? Mình đang chơi dấu. Hả? Mình đang chơi dấu. Anh nghe không rõ là gì? Là mình đang chơi dấu. Chơi dòng. Chơi trống. Chơi trống à, chơi trống, chơi trống à. À, cái này là mình là tiệc cưới hay sao? Tại thấy có hai nhân vật người. Cái này là cái buồn cưới. À, cái cưới của bên đàn gái nha cô dâu. Hiện tại là mình đang dựng cái cảnh của bên đàn gái nha. Dạ, cái này truyền thống ngày xưa á. Dạ, dạ. Là sẽ mời một ban nhạc là huynh những chiếc trống Ravana. Để mình những cái lời bài hát chung với bài hát cầu bình an, cầu cho cô dâu chú rể được sinh tốt đẹp. Giống như cái ngày xuất giá của người Kinh mình đúng không? Dạ đúng rồi. Là cái đêm bên đàn gái. Khi ngày cuối tuần á là phong tục của anh em á là sẽ đưa gửi. À, đưa gửi. Con trai là sẽ đi ở gửi. Dạ, dạ. Rồi.
tục bán không lại. Mà con trai vẫn phải cưới con gái đi thường. Là chỉ là ở rể thôi. Là cái này là mình đãi tiệc xong rồi là mình tới tiết mục này trước hay là tiết mục này trước xong mình mới đãi tiệc? Đó này là đang chung vui đãi tiệc luôn á. À vừa ở ngoài vừa đãi khách, ở trong của mình đang làm có hoạt động. Đúng rồi. Rồi cảm ơn trai nha. Đẹp không ta ơi, đẹp trai đẹp gái nhóc chứ. mấy em gái người dân tộc Chăm. Mình đến từ Tân Châu hả anh trai? Mình đến từ Tân Châu hả? Dạ đúng rồi, bên em đồng mình Tân Châu An Giang. Là bên qua bên sông nè. Bên Châu Phong ha. Dạ. Rồi. Ôi mấy em thiếu nữ à. Còn mấy cô gái ngồi đây là ý nghĩa gì? Mấy nàng gái này nè. Theo người kinh mình là có cô dâu phụ mà thấy mấy cô gái này hy sinh quá. Không vậy. Bên này là bạn bè của cô dâu. À, bạn của cô dâu nè. Rồi cảm ơn trai đi vô quay cô dâu, cô dâu đẹp quá nè. Quay ké cô dâu coi. Quay ké cô dâu nha chú rể. Rồi chú rể đẹp trai quá ta. Hello cô dâu. Ờ đẹp quá nè. Một cái khung cảnh ngày cưới của người Chăm, đặc biệt là người Chăm của Tân Châu, tỉnh An Giang. Đây cô ở ngoài cô bán bánh nè. Ủa cô không ăn tiệc cưới mà sao cô ra đây cô bán bánh nè cô? Không ăn tiệc cưới hả? Không uống rượu cưới hả? Cái này nó đem là không uống. À, chào kẹo chị bán gì ha? À, kẹo coi chị bán gì? Kẹo nữa. Nữa tới. Có là hỏi chị rồi sao mà không vô ăn đám cưới mà ra đây bán bánh. Rồi ok. Dạ cảm ơn. Cái này ngày mai hả? À mai đăng chứ giờ này đi quay rồi. Mình đi ra tiếp qua bên đây. Bên kia cũng có ẩm thực dân gian nữa kìa. Ở đây có bà con người Chăm thật luôn nè. Người ta đi chơi nè. Đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cảnh một cái nhà biểu trưng thôi, tượng trưng của người Chăm thôi, đạo hồi. Không phải nào mà cưỡng là được, bước chân miền Tây rất là thích nhìn thấy cái khung cảnh của bà con người Chăm. Đây là một số mặt hàng hổ cẩm nè. Cái túi này là có giá 50.000 một cái túi nè. Cái túi nhỏ này là 20.000. Rồi, có khăn gần nữa. Rồi bây giờ tiếp tục, đó là khu ẩm thực. Ôi bánh trái quá trời, chắc lên xuồng luôn rồi. Bánh ít nhân dừa đậu 7.000 đồng một cái. Cái này là cái xuồng hay cái ghe đây ta? Xuồng ba lá hả? Em lái xuồng này em lái ha, hay em chèo? Dạ không, em không biết lái, em cũng không biết chèo. Ờ, con gái miền Tây mà không biết lái, không biết chèo hả? Gì em làm gì? Dạ. Em bán bánh nè. Em là em chỉ đứng để chân thôi. Ờ, à, là người mũ hả? Đúng rồi, người mũ gì đi chân thôi, không làm gì được chứ. Bây giờ tao cho em gái bán bánh nha. Bánh khoai mì nướng 20.000 đồng một miếng. Bánh chuối hấp 6.000 đồng một cái. Đây tới gian hàng của dân tộc Kinh. Ơi hồi nào giờ mình mới thấy cái mô hình của người Kinh mình luôn. Bây giờ mình đây là người Kinh thế nè. Đó, nhà truyền thống đó là nhà sàn, nhà rổ.
người kinh nè, chiếc xe đạp nè, mới đúng với chị mặc áo dài kìa, trang trí theo ngôi nhà của người kinh, có cái tủ tủ thờ. Rồi hát hay quá, mình sợ dính nhạc đi thôi. Tới người, tới người, người Hoa rồi hả? Dạ. Tới khu người Hoa rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ờ, bánh em... bao với hát cảo. Em gái người Hoa, em gái Trung Hoa bán bánh bao với hát cảo ha. Ủa gì? À nhà của người Hoa bên kia kìa. Ở nhà người Hoa với nhà người Kinh gần nhau. Hát cảo 20.000 đồng một ly hát cảo nha. Thôi, nói một câu người Hoa nghe, nghe cho anh nghe coi. Nị Hào mà. Nị Hào. Nị Hào. Nị Hào xin chào, xin chào. À, xin chào. À. Hay quá. Ồ đây hát cảo nè. Em gái phải mời bằng tiếng Trung Hoa mới đúng nha. Đâu em mời, đúng rồi, em mời người ta mua hát cảo bằng tiếng Trung Hoa cho anh nghe. Dạ. Em mời bằng tiếng Trung Hoa cho anh nghe coi. À, mình kêu anh đây mua mua hát hát cảo của em đi. Nói thành tiếng Trung Hoa là gì? Em gái thiệt là người Kinh hay là người Hoa? Em là người Kinh chứ không phải người Hoa. Vậy là em là người Kinh đúng không? Dạ, đúng rồi. Chết rồi, bị anh khui rồi. Rồi chào em gái nha. Dạ, chào anh. Mình ghẹo mấy em gái ở đây. Em gái là người Hoa em gái? Người Kinh. Người Kinh. Em đóng vai người Hoa. Mà em bán đồ ăn của người Hoa đúng không? Dạ, em bán bánh người Hoa. Ờ, đâu em giới thiệu cho anh một câu của người Hoa coi. Được không? Biết chào thôi hả? Anh cũng biết chào nữa nè, hello đó. Em bán bánh bánh in nè. Mày của em là chuyên bánh của người Hoa, bánh in. Ờ, bánh in người Hoa. Bánh bột đậu, bánh phục linh. Phục linh như này, bánh bía. Ủa sao anh nhìn giống bánh người Kinh mình quá ta? Dạ. Anh nhìn giống bánh người Kinh quá hả? Anh là của người Hoa. Vậy hả? Dạ, lò bánh người Hoa luôn. À, có chữ lò bánh của người Hoa là thành của người Hoa ha. À, chủ lò và là của người Hoa luôn. Rồi cảm ơn em gái người Kinh. Thấy lộn người Hoa đó. Người Hoa đó anh trai mua lên trai. Ồ đây có con lăng. Bây giờ mình sẽ vào cái khu người ta trang trí thành cái nhà của người Hoa nè. Đây phía trước để phúc lộc thọ, để tiếng Việt, không để chữ, không để chữ Hoa mà để tiếng Việt. Rồi, có con lăng. À, để mình vào mình tham quan ở bên trong người Hoa người ta trang trí gì ta, không thể thiếu là mấy cái lồng đèn. Đây cái bàn giữa của người Hoa nè. Rồi bây giờ bước chân miền Tây sẽ đảo một vòng ở bên khu ẩm thực ở bên đây, nó gọi là khu ẩm thực dân gian. Đông quá. Đêm nay cũng là đêm đầu tiên của lễ hội mắm của thành phố Châu Đốc nên người ta đi rất là đông. Đây có biểu tượng cái chò lá với mấy trái thốt nốt. Ở đây người ta bán kênh bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây. Rồi có hả? Rồi cảm ơn luôn. Chúc ngon miệng luôn nha. À, cái đó mình gọi là món gì vậy anh trai? Gỏi ha. Gỏi gì? Gỏi Thái Lan ha. Chút xíu là tôi nghe bậy gì đó. Chết luôn. Mình không à, thôi cho vui vẻ nha. Gỏi Thái Lan.
có đủ đủ đầm luôn. Ôi người ta ăn đông vui quá nè. Xe thốt nốt nước uống luôn. Rồi đến đây hết rồi nha quý vị. Đây là phần đường còn lại mà Bước Chân Miền Tây chưa có đi, cũng như là phần đường cuối cùng để chúng ta kết thúc một vòng lễ hội mắm của thành phố Châu Đốc nha. Đây cái đó cũng còn khoảng dài á, để có cái gì ngay Bước Chân Miền Tây quay cho chúng ta xem. Mấy em nhỏ thích cái này lắm nè. Hồi nhỏ nhỏ là mình hay làm tài thiên á, đúng không, tài thiên bắt dế. Còn bây giờ là siêu nhân không à. Ồ, giờ siêu nhân không nè. Ở đây người ta bán ấm trà, đồ gỗ. Vẫn còn rất là đông. Ở đây chủ yếu là người ta bán đồ trang trí lưu niệm, khắc tên theo yêu cầu thôi. Có lẽ thì clip của Bước Chân Miền Tây tham quan khu khu lễ hội mắm rồi chia tay kết thúc. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã xem nha, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như anh Cao Tùng Vlog. Chào tạm biệt bà con và hẹn gặp lại những tập tiếp theo. Cũng hơi đổ mồ hôi, hơi mệt rồi. Bây giờ Bước Chân Miền Tây đi ra coi quá nực rồi, người ta gì đông quá trời đông.